Nhằm chủ động tiêu diệt mầm bệnh tồn tại ngoài môi trường, hạn chế sự xâm nhập phát triển các loại dịch bệnh ở đàn vật nuôi, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường, rắc vôi bột, gia cố hố chôn, tiêm phòng bệnh cho vật nuôi, qua đó góp phần bảo đảm công tác tái đàn gia súc, gia cầm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Chỉ tính riêng trong 3 tháng cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tái phát dịch tả lợn châu Phi tại 107 xã thuộc 8 huyện thành phố. Số lượng lợn tiêu hủy ước tính trên 17,3 nghìn con, tương đương với trọng lượng gần 1,2 nghìn tấn. Bên cạnh đó, dịch cúm AH5N6 có khả năng bùng phát. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác phun thuốc sát trùng các điểm có nguy cơ lây nhiễm và phát tán mầm bệnh cao. Phát hiện dịch tả châu Phi, tôi báo cáo chính quyền xuống để đưa đi tiêu hủy ạ. Chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tiêu hủy lợn bị ốm, bị chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng quy định hướng dẫn của cấp trên. Ngoài ra thì cũng chọn những địa điểm tiêu hủy là không, trước tiên không ảnh hưởng đến môi trường, hai là không làm phát tán dịch bệnh sang các hộ lân cận hoặc là sang các vùng khác. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát môi trường, các hố chôn lấp để phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố. Cùng với đó, thông qua các đợt tiêm phòng định kỳ, các cơ quan chuyên môn tiến hành tiêm, hướng dẫn người chăn nuôi cách vệ sinh chuồng trại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cũng như sử dụng vaccine. Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đã cấp hơn 30.000 lít hóa chất và 400 tấn vôi bột để tổ chức phun khử trùng tiêu độc. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện và các phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện để giám sát dịch bệnh. Khi mà phát hiện dịch bệnh, chúng tôi tiếp tục lấy mẫu giám sát để xét nghiệm, để xác định dịch bệnh và tổ chức kịp thời các cái biện pháp tiêu hủy và đảm bảo là không gây ô nhiễm môi trường và không phát tán mầm bệnh ra bên ngoài. Cùng với tiêu độc khử trùng môi trường tại các khu vực công cộng, các khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ và tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, tỉnh Ninh Bình chú trọng công tác quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng, vaccine trên địa bàn, tăng cường hướng dẫn các xã, phường, thị trấn và người dân tuân thủ chặt chẽ quy trình vệ sinh tiêu độc khử trùng, quy trình tiêm, tiêu hủy lợn bệnh.